Mưa lớn gây sạt lở khiến một tổ máy của Thủy điện Kà Tinh, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi bị vùi lấp và làm mất liên lạc với một công nhân đang trực máy tại đây. Được biết, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 sau một ngày đêm tỉnh Quảng Ngãi hứng chịu đợt mưa rất to do ảnh hưởng gió mùa đông bắc và không khí lạnh tràn xuống. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Đặng Minh Thảo, Bí thư huyện ủy Trà Bồng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện này đã có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. Theo thông tin ban đầu, công nhân trực tổ máy chưa liên lạc được sau vụ sạt lở là anh HNN, người đã có 3 năm làm việc tại nhà máy này. Tại hiện trường lúc này tối mịt do hệ thống điện chiếu sáng bị cắt toàn bộ cùng với mưa lớn khiến việc xác định vị trí sạt lở cụ thể để triển khai cứu nạn rất khó khăn. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập phương án tiếp cận khu vực sạt lở nghi vùi lấp công nhân. Hiện tại việc liên lạc với công nhân nghi bị vùi lấp vẫn chưa xác định cụ thể nên cần có đánh giá chắc chắn. Đồng thời phải xem xét tình hình tại đây và nguy cơ sạt lở có xảy ra tiếp không để có giải pháp hữu hiệu, ông Thảo nói. Được biết, Thủy điện Kà Tinh gồm 2 nhà máy Kà Tinh 1 và Kà Tinh 2 có tổng công suất 12 MW với 3 tổ máy. Dự án có tổng mức đầu tư gần 440 tỷ đồng do công ty cổ phần Thủy điện Trà Bồng làm chủ đầu tư, lần lượt phát điện vào các năm 2020 và 2022.